Vân Anh và bác sĩ Nguyễn Đăng Khoa trong chương trình Dược thảo và đời sống. Xin kính chào quý vị khán thính giả của VNTV. Chào bác sĩ Khoa. Tôi là bác sĩ Nguyễn Đăng Khoa, xin kính chào quý vị và chị Vân Anh. Thưa quý vị, ngày hôm nay bác sĩ Nguyễn Đăng Khoa sẽ trình bày với quý vị một cái loại thức ăn mà cũng là một cái loại trong đông dược thảo trong đông y, đó là có tên là kỷ tử. Vân Anh biết là cái hạt này chúng ta hay dùng để nấu sâm bổ lượng. Dạ đúng vậy. Mời bác sĩ Khoa có thể nói về xuất xứ của cái hạt này cũng như là ở Mỹ có không và Việt Nam có không, thưa bác sĩ? Dạ vâng. Kính thưa quý vị, kỷ tử còn gọi là câu kỷ hay là câu kỷ tử hoặc là khởi tử. Nó còn có cái tên khoa học là Lycicum barbarum hoặc là Lycicum sinensis. Tên tiếng Mỹ đó thì người ta gọi cái quả kỷ tử này là wolfberry. Wolf là con cho sói đó. hoặc là goji berry. Goji là phiên âm pinyin của cẩu kỷ. Và đây là một cái trái của hạt của nó phải không? Dạ vâng, đây là cái quả của cây khởi tử. Dạ, hoặc là kỷ tử. Nó là một cái cây phải không bác sĩ? Vâng. Dạ. Và nhiều xuất phát từ đâu và nhiều nhất là ở đâu thưa bác sĩ? Kỷ tử đó là khi nó có cái nguồn gốc từ Trung Quốc. Nhưng mà cái thổ sản của nó đó ở những cái tỉnh như là Ninh Hạ, Hà Bắc và Cam Túc. Nhưng mà ở một nơi mà cho cái khởi tử có cái chất lượng cao nhất vẫn là ở Tây Tạng, thưa quý vị. Quý vị thấy đây là cái quả khởi tử khi chín á, thì được thu hoạch và phơi khô. Hoặc là sấy khô thì nó có cho một cái màu đỏ đậm như thế này. Nếu mà quý vị và Vân Anh có dịp vô trong chợ đó thì nó cũng bán cái lá của cái cây khởi tử này để dùng để nấu canh. Nấu canh hả bác sĩ? Dạ vâng, chúng ta sẽ đi vào cái phần mà cái lá, cái tác dụng của cái lá sau thưa quý vị. Bây giờ chúng ta đi vào công dụng và cái vị nhé. Cái vị của cái kỷ tử đó thì nó có cái vị ngọt và cái tính bình. Nó vào hai đường kinh là can và thận. Cái tác dụng của cái kỷ tử này đó là nó khi mà vào nó có cái công dụng là bổ can thận âm và dưỡng huyết. Vì bổ can thận âm như vậy đó thì nó chữa những cái chứng bệnh như là choáng váng, mặt mày, rồi hoa mắt. Đặc biệt đó là cái cẩu kỷ này đó nó có một cái tác dụng là sáng mắt, và bởi vậy đó khi mà sáng mắt nó có nó có một cái tên khác nữa là minh mục tử. Minh là sáng. Mục là mắt, tử là quả sáng quả mắt, sáng mắt. ngoài cái công dụng của nó đó thì nó chữa đau lưng, mỏi gối và những cái bệnh như là di tinh và liệt dương của phái nam. Một cái đặc biệt của cái kỷ tử nữa đó là nó giúp cho hạ cái đường trong huyết. Bởi vậy những cái người đang bị tiểu đường dùng cái quả này rất tốt thưa quý vị. Khi mà hồi nãy chúng ta nói can thận âm đó hư đó thì nó có những cái triệu chứng như là nội nhiệt. Thì nội nhiệt thì nó làm cho mắt mờ. Khi mà hỏa nó bốc lên nó làm cho mắt mờ. Thì nó làm giảm cái thị lực. Và khi mà hỏa nó bốc lên như vậy thì nó sẽ làm cho ù tai. Thì mà ù tai thì nó lại giảm thính lực. Đó. Thì cái quả cẩu kỷ tử này nó giúp cho những cái trường hợp mà âm hư thì quý vị thấy là giúp cho sáng mắt nếu mà quý vị bị mờ mắt hoặc là choáng váng và ù tai. Chúng ta nên uống. Dạ vâng. Còn quý vị thấy cái cách dùng á thì nãy cô Vân Anh có đề cập đó là nấu chè sâm bổ lượng. Sâm bổ lượng. Ngoài ra thì cái cách dùng của nó đó thì thường thường là người ta nấu một đó là người ta nấu trà, dùng để làm trà hoặc là ăn sống hoặc là mình bỏ vào salad ăn được không bác sĩ? Salad vâng, hoặc là yogurt hay là cereal hoặc là oatmeal. Nhưng mà trong đông y thường thường phối hợp với các vị thuốc khác, chẳng hạn như là hồng gà.
gần mạng ác luôn luôn là phải có kỵ tử thưa quý vị. Người ngoài những còn ngâm rượu nữa, hiện nay đó thì trên thị trường thì họ có làm thuốc viên quý vị, hoặc là juice. Quý vị có thể tìm thuốc viên và juice, hoặc là luôn cả cầu kỹ ở những cái chợ như là chợ Whole Foods hoặc là Sprouts, những cái chợ mà thường chúng ta thường bán những cái vị thuốc về sức khỏe mà họ gọi là superfood. Cũng có ký tử nó thuộc loại thượng phẩm superfood. Và người Mỹ bây giờ đó, không những người Mỹ và những người Âu Mỹ bây giờ họ biết dùng cấu kỹ này rất là nhiều trong 10 năm trở lại. Thì đã thì hồi nãy chúng tôi cũng nói, người Mỹ họ dùng cái cấu kỹ đó, thứ nhất là họ tin là trong cái cấu kỹ có rất là nhiều vitamin E và carotene, vì thế nó hỗ trợ cho cái thị lực của quý vị. Và đồng thời trong cái quả cấu kỹ này đó, nó có chứa rất nhiều cái chất oxy hóa. Vì thế người Mỹ họ cũng dùng trong những cái lý do mà họ dùng cái trái kỹ tử này đó để tăng cái sức đề kháng và chống những cái bệnh ung thư. Và trong những cái cuộc nghiên cứu đó thì quả cấu kỹ này đó nó cũng giúp bảo vệ cái gan đó. Hồi nãy chúng ta nói nó vào kiên can, gan tức là gan, can là gan, vâng. Thì nó bảo vệ gan và đồng thời giúp cho những cái trường hợp mà gan mà có mỡ. Ngoài ra thì cái chai cổ kỹ này đó nó dùng trong hiện nay đó thì những cái tiệm bánh họ cũng dùng cái cổ kỹ này để làm nhân bánh. Cũng giống như là trái táo tàu hoặc là đậu đen, đậu xanh, họ cũng làm cái nhân bánh. Và cái chất kỹ tử này sẽ có mặt rất là nhiều trong các vị thuốc của đông y, phải không? Dạ vâng, thì nó là một loại thuốc bổ âm. Thì khi mà nói tới bổ âm thì nó lại nói tới nhiệt và nói tới huyết. Thì những cái triệu chứng về nhiệt và huyết có thể dùng tới cậu kỹ. Mà tại vì can sinh huyết nên nó vào can, thì cái lý do đó nó cũng là một cái trường hợp, một cái lý do mà cậu kỹ nó giúp cho gan. Ngoài ra đó thì chúng ta hồi nãy có đề cập tới đường, và không những thế mà nó cũng giúp cho hạ huyết áp. Cậu kỹ này đó nó cho hạt, nó cho quả, nhưng mà nó lại cho một vị thuốc nữa là cái rễ. Rễ của cái cây đó cũng là thuốc. Cái vỏ của cái rễ của nó. Nó còn cái vỏ của rễ của nó gọi là địa cốt bì. Hồi nãy chúng ta nói về cái lá, chúng quý vị có thể mua ở chợ để nấu canh. Thì cái lá đó tác dụng là chữa những cái bệnh như là nhiệt hay là ho, sốt. Còn cái rễ của cái vỏ của cây khởi tử này đó thì nó có cái, nó ngọt. Và cái tính của nó đó là tính hàn. Như vậy nó lạnh, cái tính hàn. Thì nó vào cái hai đường kinh là phế, là phổi đó, và thận. Thì cái công dụng của cái rễ của cái cây khởi tử này đó, địa cốt bì này, nó có cái tác dụng là chữa ho, sốt, ho ra máu, hoặc là ói ra máu, hoặc là đi tiêu ra máu. Ngoài ra nó cũng có cái tác dụng là chữa lở loét, thưa quý vị. Vâng, thưa quý vị, quý vị đang theo dõi chương trình Dược Thảo và Đời Sống với bác sĩ Nguyễn Đăng Khoa qua cái đề tài ngày hôm nay là trái kỹ tử, tức là cái trái mà chúng ta hay dùng để nấu trong sâm bổ lượng đó quý vị. Một lần nữa chúng tôi xin nhắc lại, bác sĩ Nguyễn Đăng Khoa là bác sĩ đông y và châm cứu, bác sĩ có phòng mạch tại vùng Linda Vista. Chúng tôi có địa chỉ trên màn ảnh để quý vị có dịp ghé thăm và phòng mạch của bác sĩ. Cũng như là quý vị có tất cả những cái thắc mắc về những cái loại dược thảo mà bác sĩ trình bày, quý vị cũng có thể đến văn phòng để mà tham khảo với bác sĩ. Ngoài ra mà quý vị muốn tìm được những cái trái kỹ tử này về để mà dùng sau cái talk show ngày hôm nay, quý vị cũng có thể đến phòng mạch của bác sĩ Nguyễn Đăng Khoa. Còn dạ vâng. Cái vấn đề tôi cũng muốn nhắc lại nữa, thì trong cái quả khởi tử này đó, nó có cái tác dụng là hạ huyết đường và giảm huyết áp. Thì quý vị đang dùng thuốc tiểu đường hoặc là thuốc
huyết áp, giảm huyết áp thì cũng nên tham khảo với bác sĩ gia đình trước khi sử dụng. Tuy nó là một vị thực phẩm mà cũng là một vị thuốc, cẩn thận hơn thưa quý vị. Dạ vâng. Bác sĩ Nguyễn Khoa ơi, nãy bác sĩ có nói là cái trái cẩu kỷ này là superfood. Như vậy thì nó có đắt tiền không bác sĩ? Thường thường đó thì quý vị, hồi nãy chúng ta nói đó là nó đây là một tất cả các loại thuốc hoặc là thức ăn nó cũng chia ra hạng A, hạng B. Thì đây là cái hạng A mà loại mà chúng tôi nói tốt nhất, xuất xứ từ Tây Tạng. Thì quý vị thấy cái quả nó to, đậm và ngọt, khi mà ăn nó ngọt. Còn những cái hạng mà từ hạng C trở đi đó thì cái quả nó nhỏ hơn phân nửa cái này, và cái màu của nó tuy là đỏ thì quý vị cũng phải cẩn thận là có thể là họ nhuộm cái màu. Nhưng mà khi quý vị nếm á thì cái vị nó sẽ vị nó chua. Còn cái quả to như vậy thì nó sẽ ngọt. Và hồi nãy nó đắt hay không thì cái giá của khoảng 10 cho tới 20 đô cho một pound thôi quý vị. Cũng không đắt, tại một pound rất là nhiều bác sĩ. Dạ vâng. Cách đây 5 năm thì một pound chỉ có dưới 5 đô thôi. Dạ vâng. Bác sĩ Khoa nghĩ là trong tủ thuốc gia đình của chúng ta ai cũng có nên có một pound kỹ tử trong nhà để chúng ta vừa là một thức ăn rất là ngon mà cũng giúp cho sức khỏe, phải không? Dạ vâng, thưa quý vị, hiện nay không những người lớn dùng mà con nít cũng dùng. Tại vì quý vị nếu mà Vân Anh thử nếm một quả đó, nó cũng chua chua ngọt ngọt như là cái nho khô. Nên người ta thường thường bỏ vào oatmeal hoặc là salad hoặc là yogurt để họ ăn chung. Thay vì nó là như kỳ trước chúng ta nói về những cái quả blueberry hay là raspberry thì dùng với oatmeal thì họ thay rất là ngon quý vị. Ngọt ngọt mà dẻo dẻo giống như là nước củ khoai lang vậy. Và rất là ngon. Dạ, khoai lang dẻo dẻo rất là ngon. Dạ. Vâng thưa quý vị, và vừa rồi là chương trình Dược Thảo và Đời Sống với bác sĩ Nguyễn Đăng Khoa qua đề tài là trái cẩu kỷ. Cảm ơn sự chú ý lắng nghe của quý vị và các bạn, và xin thân ái chào tạm biệt.